Cô xin chào tất cả học sinh khối 2 thân yêu. Tiết toán trước các con đã học bài bảng chia 3 và đã biết cách tìm 1/2 của một vật. Vậy muốn tìm 1/3 đồ vật, ta làm như thế nào? Tiết toán này, cô sẽ hướng dẫn các con cách tìm 1/3 qua bài 1/3. Mời các con cùng chú ý theo dõi. Nội dung bài học ngày hôm nay có 2 phần. Phần thứ nhất, nhận biết 1/3, biết đọc, viết 1/3. Nội dung thứ hai, biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau. Cô mời các con bắt đầu vào bài học. Các con hãy quan sát. Các con chuẩn bị lấy thước, bút chì, giấy nháp cho cô để con và các cô cùng nhau vẽ một hình vuông. Các con hãy chia hình vuông ra làm 3 phần bằng nhau. Và các con hãy tô màu một phần. Như vậy, cô đố các con đã được mấy phần hình vuông được tô màu? Vậy các con thấy rằng 1/3 phần tô màu trên chính là 1/3. Ngoài ra, mỗi phần còn lại chính là 1/3 hình vuông. Vậy 1/3 hình vuông được biểu thị bằng con số 1/3. Thế 1/3 được viết như thế nào? Đầu tiên các con viết con số 1. Tiếp theo viết dấu gạch ngang dưới con số 1. Cuối cùng các con viết số 3 dưới dấu gạch ngang thẳng hàng với con số 1. Thì được con số 1/3. Vậy muốn tìm 1/3 hình, ta tìm như thế nào? Ta chia hình vuông đó thành 3 phần bằng nhau, lấy một phần được 1/3 hình vuông. Các con hiểu chưa nào? Vậy để nắm vững được kiến thức bài học hôm nay, cô và các con cùng nhau qua bài tập nhé. Rồi mời các con, cô và các con cùng nhau qua bài tập số 1. Bài tập số 1 đã tô màu 1/3 hình nào? Có 4 hình A, B, C, D. Các con xem trong 4 hình này, hình nào đã tô màu 1/3? Các con hãy khoanh vào chữ cái đáp án mình chọn. Bây giờ cô và các con cùng nhau tìm hiểu qua bài tập số 2. Bài tập số 2, hình nào có 1/3 số ô vuông được tô màu và có 4 hình A, B, C, D. Các con hãy xem trong bốn hình này. Muốn biết được những hình này đã tô màu 1/3 hình nào thì các con phải đếm. Các con phải đếm trong tổng số ô vuông và chia ra làm 3 phần bằng nhau thì ta được số ô vuông cần tìm. Đó chính là đáp án mà mình chọn. Các con hiểu chưa nào? Vậy chúng ta cùng nhau, cô và các con tìm hiểu qua bài tập số 3. Bài tập số 3, hình nào đã khoanh vào 1/3 số con gà? Trong bài tập số 3 có 2 phần, đó là bài tập A và bài tập B. Các con hãy lấy số con gà đã cho, chia ra làm 3 phần bằng nhau, thì ta sẽ được một phần tương đương với số con gà đã khoanh tròn ở câu A hoặc câu B. Từ đó, các con sẽ chọn được đáp án chính xác. Vậy, nãy giờ cô và các con đã tìm hiểu được 1/3. Các con đã hiểu được phần này chưa nào? Vậy cô đã gửi phiếu cho các con. Các con hãy làm bài tập và gửi qua Zalo cho cô nhé. Tiết học kế tiếp sẽ là bài, các con sẽ xem bài tìm một thừa số của phép nhân. Tiết học đến đây đã. Mến chào các con. Tiết học đến đây đã kết thúc. Cô hẹn gặp lại con tiết học kế tiếp.